trong này nghe cây cối nghe thanh cảnh thích ạ. Chào bác. Và chào bác. Con bác rắn to thế. Này Hoành Phi cứ đối đây, chào bác trước đây. Đây là con ba. Cứ để cho em bóc qua trước đấy nhé. Bác để đâu quá? Đây, ta để đây. Để đây để chiều quá tới xong. Bác thấy bộ Hoành Phi con vẫn còn đẹp chứ? Đấy. Ôm giờ lóc chào bác đây. Đây, sau bác để đây bác nhé. Đây, đây sau rất vàng đây nhé. Chữ dịch tựa duyệt bên dưới này. Chữ dịch Việt thì mình không cần nó phải rõ lắm. Ừ, không cần. Chỉ cần đấy thôi. Không cần phải rõ lắm. À. Chỉ cần đấy thôi là được rồi. Vâng, thì hôm nay thì bọn con thì trước lần trước thì cũng bàn giao cho bác bộ Hoành Phi cầu đối rồi. Ừ. Đấy, thì hôm nay thì bọn con mang một chiếc ngai thờ bái vị đến cho bác. Ừ. Đấy. Thì hôm trước thì lắp đặt thì bác thấy có được không ạ? Được. Bộ Hoành Phi cầu đối. Cũng được. Và bác cũng theo bác là bác ưng ý. Vâng vâng. Ừ. Đấy thì treo thì đúng, cũng phục rồi. Hôm nay cũng chuẩn bị làm cái ngai cái bài vị cho bác nên là quá đẹp rồi. Vâng. Rồi. Trèo lên hả bác? Trèo là đưa lên hả bác? Ừ, và trèo bác thấy xong nó dọn dẹp nó đưa lên rồi để làm lễ yên vị. Và công tác chuẩn bị. Và thế con cảm ơn bác nhé. Có gì thì bác sau. Và cảm ơn bác ạ. Hai con giới thiệu chút. Đây vào đây em. Thì hôm trước thì bác có sắm sửa bộ Hoành Phi câu đối, bộ này 1m75. Bàn thờ nhà bác là chiều ngang 1m75. Đấy nên là treo cái bộ Hoành Phi câu đối 1m75 này thì là cực kỳ là cân đối. Cái bộ này của bác là bộ liền khối nhé các bác nhé. Dày liền khối 5 phân. Đấy, hàng này hàng cao cấp nhất và đẳng cấp nhất, cả giá trị nhất bên sở em. Hoành Phi giữa dày 5 phân và câu đối hai bên là dày 4 phân, gỗ hương đỏ các bác nhé. Thì hôm nay thì bác có mang cho bác thêm một chiếc bài vị đây, bài vị và ngày thờ là gỗ mita các bác nhé. Đấy, hoàn thiện giáp vàng lên cực kỳ là đẹp. Đấy, các bác cùng em khảnh bọc xem chi tiết. Đấy, bên cạnh đó thì bác có bộ địch tỉnh đồng rất là đẹp các bác nhé. Đấy, chiều bắt đầu bác sắm sửa đến đây. Đấy, hứa hẹn thì bác cũng gọi là muốn sắm sửa thêm rất là nhiều các sản phẩm tranh cố điều khác nữa bị sửa cho cái bàn thờ được các cụ. Và ôi hôm nào thì mời bác vào trong sửa con chơi một hôm bác nhé. Ừ rồi, hôm nào bữa nào bác vào. Vâng.